để tiếp theo chương trình sau đây là một ca khúc Phận Bèo Trôi. Xin mời bạn Thủy Nguyễn. Dạ, hôm nay cũng là buổi on hàng tháng. Em cũng lời đầu tiên em xin kính chúc toàn thể các anh chị và các bạn một lời chúc và một lời chào trân trọng nhất ạ. Chấp nhận.